Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được lại các bạn trong bài ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau học về chủ đề từ vựng liên quan tới hai động từ đó là essen und trinken. Chắc hẳn là các bạn đã biết nghĩa của hai động từ này rồi đúng không? Tuy nhiên thì không phải trong trường hợp nào chúng ta cũng có thể sử dụng essen und trinken khi mà chúng ta muốn nói là chúng ta tiêu thụ cái gì đó vào trong cơ thể mình. Vậy thì có những động từ nào khác thay thế cho essen und trinken không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé! Viel Spaß beim Lernen! Trước tiên chúng ta có động từ kauen. Kauen. Thông thường chúng ta hay nói là einen Kaugummi kauen. Einen Kaugummi kauen. Nhai kẹo cao su, chứ chúng ta không nói là einen Kaugummi essen, okay? Sondern einen Kaugummi kauen. Một nghĩa khác của từ này. Das Kind kaut immer an seine Fingernägel, wenn es Angst hat. Das Kind kaut immer an seinen Fingernägel, wenn es Angst hat. Đứa trẻ đó luôn cắn móng tay của mình mỗi khi nó sợ hãi. Ở đây chúng ta có cụm từ diễn đạt fingernägel kauen, cắn móng tay. Chúng ta không nói là fingernägel essen. Naja. Từ tiếp theo, naschen. Naschen, nhấm nhát, ăn vặt. Sie nascht gern. Sie nascht gern. Cô ấy thích ăn vặt. Thông thường ở đây là đồ ngọt, ví dụ như là Schokolade oder Kekse oder Bonbons. Một nghĩa khác của động từ naschen có nghĩa là ăn vụng. Zum Beispiel, wer hat vom Kuchen genascht? Wer hat vom Kuchen genascht? Ai đã ăn vụng cái bánh ngọt vậy? Với người ăn chúng ta nói là essen, còn đối với động vật, khi mà một động vật ăn thì chúng ta sử dụng động từ fressen. Fressen. Die Katze frisst ihr Futter. Die Katze frisst ihr Futter. Con mèo ăn đồ ăn của nó. Essen là ăn, còn aufessen có nghĩa là ăn hết, ăn sạch. Sie hat das ganze Brot aufgegessen. Sie hat das ganze Brot aufgegessen. Cô ấy đã ăn hết sạch cả cái bánh mì. Trinken là uống, còn austrinken là uống hết sạch. Er hat die ganze Flasche ausgetrunken. Er hat die ganze Flasche ausgetrunken. Anh ấy đã uống hết sạch cả chai. Trong tiếng Việt thì chúng ta nói là uống thuốc. Nếu mà dịch từng từ ra, trong tiếng Đức chúng ta được là Tablette trinken. Nhưng mà người Đức không có nói như vậy. Họ nói là Tablette nehmen oder einnehmen, uống thuốc. Du musst jeden Morgen eine Tablette nehmen. Du musst jeden Morgen eine Tablette nehmen. Bạn phải uống một viên thuốc vào mỗi buổi sáng. Schlucken. Schlucken. Nuốt. Er hat beim Schwimmen Wasser geschluckt. Er hat beim Schwimmen Wasser geschluckt. Anh ấy uống phải nước trong khi bơi. Schlucken là nuốt, còn sich verschlucken. Sich verschlucken là bị hóc. Du sollst nicht beim Essen reden, sonst verschluckst du dich. Du sollst nicht beim Essen reden, sonst verschluckst du dich. Bạn không nên nói chuyện trong khi ăn, nếu không thì bạn sẽ bị hóc đấy. Hy vọng là các bạn thích bài học lần này và hy vọng là những cái kiến thức mà mình vừa hướng dẫn có ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ mong muốn nào cho những bài học tiếp theo thì hãy đừng ngần ngại cho mình biết nhé. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.